Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Chuyện Tiểu Thúy, quan Thái Thượng họ Vương người đất Việt, nay là tỉnh Chiết Giang Trung Quốc. Lúc còn nhỏ, có một hôm ban ngày nằm ngủ trên sập, bỗng trời tối sầm, sấm sét nổi lên ầm ầm. Một con vật lạ to hơn con mèo đến nằm phủ phục bên cạnh, quanh quẩn mãi không rời. Một lúc sau trời quang mây tạnh, con vật liền bỏ đi. Nhìn kỹ thì không phải là con mèo. Anh chàng sợ quá, gọi ông anh ở buồng bên. Người anh nghe vậy mừng nói: "Em tất sẽ có phúc to đấy. Đấy là giống hồ, đến tránh sấm sét đấy." Sau đó quả nhiên chàng đỗ tiến sĩ, rồi từ huyện lệnh vào kinh làm thị ngự. Sinh được một người con trai tên là Nguyên Phong, rất mực ngây ngô. 16 tuổi mà vẫn chưa biết thế nào là gái trai. Vì thế mà người quanh vùng không ai chịu gả con gái cho nhà họ Vương. Cả gia đình lo lắm. Chợt có một người đàn bà đưa một cô gái đến nhà, tự xin gả cho Nguyên Phong. Người con gái nở nụ cười, trông rất xinh đẹp. Nhà họ Vương mừng lắm. Họ hỏi tên, bà chỉ giới thiệu là họ Ngu, con gái tên là Tiểu Thúy, tuổi vừa đôi tám. Khi bàn đến tiền sính lễ, bà nói: "Trước đây nó ở với tôi, giàu cháo không đủ no. Nay được gửi thân trốn nhà cao cửa rộng, có kẻ hầu người hạ, ăn miếng ngon của lạ. Nó được vừa ý mà tôi cũng thỏa nguyện, có phải bán rau đâu mà nói giá." Phu nhân mừng lắm, tiếp đãi rất hậu. Người đàn bà liền bảo cô gái lạy tạ vợ chồng họ Vương, rồi dặn rằng: "Đây là bố chồng mẹ chồng con, còn phải hầu hạ cho chủ đất. Ta có việc gấp, phải đi ngay, vài ba hôm nữa sẽ trở lại." Vợ chồng họ Vương sai đẩy tớ thắng ngựa đưa về. Người đàn bà nói: "Làng tôi không xa, không dám phiền ông bà." Bèn ra cửa mà đi. Tiểu Thúy cũng không tỏ ra buồn bã quyến luyến, liền mở hòm lấy đồ trang sức ra. Phu nhân cũng rất yêu mến cô gái. Mấy hôm sau vẫn không thấy người đàn bà quay trở lại. Hỏi quê quán thì cô gái cũng ngẩn ngơ, không nói rõ được đường xá đi như thế nào. Gia đình họ Vương bèn sắp đặt một căn nhà riêng cho vợ chồng làm lễ thành hôn. Họ hàng thấy nhà họ Vương vơ quàng, con nhà nghèo làm dâu, ai cũng chê cười. Khi trông thấy cô gái thì đều kinh ngạc, từ đó mới không lời ra tiếng vào. Cô gái lại rất thông minh, ý tứ, biết chiều bố mẹ chồng. Vợ chồng họ Vương rất yêu quý cô con dâu, lại sợ nó chê con trai mình ngây ngô. Thế nhưng cô gái vẫn luôn vui vẻ, yêu quý chồng. Chỉ có cái hay đùa nghịch, lấy vải không làm quả cầu đá chơi. Đi đôi hài ra nhỏ, đá quả cầu xa đến vài chục bước, rồi đánh lừa công tử chạy ra nhặt. Công tử và thị tỳ thường toát mồ hôi chạy theo để mà nhặt. Một hôm, ông họ Vương tình cờ đi qua thì bị quả cầu bay trúng vào mặt. Cô gái và thị tỳ chạy mất, còn công tử vẫn nhảy nhót đuổi theo. Ông Vương nổi giận, lấy đá ném, chàng mới lăn ra mà khóc.
Ông Vương đem chuyện kể với phu nhân sang mắng cô con dâu. Nhưng cô chỉ tủm tỉm cười thầm, lấy tay xoa mép giường. Phu nhân về rồi, hai vợ chồng lại đùa nghịch như trước. Nàng lấy phấn chát vào mặt công tử, loang lổ. Phu nhân trông thấy giận lắm, gọi đến mắng cho thậm tệ. Cô gái tựa vào ghế, mân mê dài lưng, không hề sợ, cũng không nói năng gì. Phu nhân không làm thế nào được, liền lấy roi đánh cậu con trai. Nguyên Phong kêu ầm lên, cô gái mới sợ hãi, quỳ xuống xin tha. Phu nhân nguôi cơn giận, vứt roi đi về. Cô gái vừa cười, vừa lôi công tử vào nhà, phổi bụi trên quần áo, lau nước mắt, xoa những vết roi đòn cho chàng và lấy táo và hạt dẻ cho chàng ăn. Công tử thôi không khóc nữa và lại vui vẻ như trước. Cô gái đóng cánh cửa thông ra sân, lấy mũ áo thắng bộ cho công tử, đóng vai bá vương, làm người sa mạc. Còn mình thì trang điểm, đóng vai ngu mỹ nhân, rồi súng xính múa điệu dưới màn. Hoặc có khi lấy lông đuôi chim chỉ cài vào mái tóc gảy đàn tỳ bà. Tiếng tình tang réo rắt mãi khiến cả nhà cười vang. Lâu ngày mọi người cũng quen dần. Họ Vương thấy con mình ngây ngô không nỡ trách dâu, nên có nghe thấy gì cũng đều bỏ qua. Cùng ngõ có một viên cấp gián họ Vương ở cách nhau mười mấy gian nhà, nhưng vốn không ưa nhau. Bấy giờ gặp lúc triều đình 3 năm xét công các quan lại, cấp gián ghen với họ Vương được giữ ấn đạo Hà Nam, định bụng làm hại. Vương biết âm mưu của hắn, lo nghĩ mà không có kế gì. Một hôm vào buổi tối, ông đi nằm sớm. Cô gái đội mũ đeo đai đóng giả làm tể tướng, cắt tơ trắng làm râu rậm, lại cho hai người tỳ thị ăn mặc giả làm quan hầu, rồi ngầm lấy ngựa mà cưỡi đi, nói đùa rằng đến thăm Vương tiên sinh. Rồi ngựa đến cổng nhà cấp gián, tức thì lại lấy roi đánh người theo hầu, nói rằng: "Ta đến thăm thị ngự họ Vương, chứ đâu có đến thăm cấp gián họ Vương." Rồi quay ngựa ra về. Đến cổng nhà, người canh cổng ngỡ là thật, chạy vào báo họ Vương. Ông họ Vương vội dậy ra nghênh tiếp, mới biết là con dâu đùa, giận lắm, bảo với phu nhân: "Người ta đang rình từng sơ hở của mình, mà mình lại đem cái xấu xa trong phòng khuê đến tận cổng nhà người ta mà tâu, thì tai họa đến nơi rồi." Phu nhân giận lắm, chạy sang nhà con dâu mắng thậm tệ. Cô con dâu chỉ cười ngây ngô, không cãi lại câu nào. Đánh không nỡ mà đuổi thì không cửa không nhà, hai vợ chồng buồn bực suốt đêm không ngủ được. Thời bấy giờ quan tể tướng nọ rất hách, nghi vệ, phong thái, xiêm áo. Quan hầu so với những cái giả trang của cô gái thì không khác chút nào. Vương cấp gián cũng nhầm tưởng là thật. Mấy lần sai người đến tận cửa nhà họ Vương dò, mãi đến nửa đêm mà chưa thấy khách trở ra, ngờ rằng tể tướng với nhà họ Vương có mưu ngầm. Hôm sau vào chầu sớm, gặp mặt hỏi rằng: "Đêm qua tướng công đến nhà ngài đấy ư?" Vương ngỡ là hắn chế giễu mình, chỉ đỏ mặt, dạ dạ, không nói gì. Cấp gián càng nghi, không dám mưu hại nữa, mà từ đó càng cố kết giao lấy lòng họ Vương. Ông họ Vương dò biết sự tình mừng lắm, nhưng vẫn dặn phu nhân khuyên con dâu sửa đổi những việc làm trước. Cô gái cười xin vâng. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.